Hello, xin chào mọi người đến với video nghịch vu tiếp theo của anh em mình. Giờ anh em mình đi sang mà gặp được tổ ong. Lại phải bắt ông còng cờn nữa nha. Có gì mà nặng. Vậy là tới không vậy? Chắc đang đi lên. Đừng rớt đầu cô nha. Lên bắt ông. Thôi không thích ăn ruồi. Để cây thôi, cá chết không vậy? Không. Chết đâu, chết. Chết hả? Ừ. Nhảy xuống đi. Bể dọc luôn rồi. Chiếc cái mặt như chiếc dép rồi. Ừ. Chú phù hộ con, chú phù hộ con. Dậy dậy dậy. Nhát nhát nhát. Ui. Chết hả? Chú phù hộ con, chú phù hộ con. Chú phù hộ con. Mình kia đang chích e dĩ. Còn mình ngồi yên, mình không dám động đậy luôn. Ui dạ. Không, mình cũng đi ra nha. Ông nhiều quá. Đang chích gì chắc rồi. Để đâu vậy? Ngồi xuống, ngồi xuống. Bên kia gì chắc bị ông chích ngay tay, mình lại coi thử sao không. Nó đang bu mình cũng không dám đi. Chấm giờ mình cũng chưa bị chích nha. Mình ngồi yên cũng không dám động đậy. Chạy đâu vậy? Chạy không vậy? Cảm giác như thế nào anh vậy? Không biết nữa, mà chắc hơi bị nhiều quá. Mấy nó nẻ lên đầu à. Đây là thanh niên xuất dạy nè. Lên biến không chịu làm cái khối nè. Ồ, kiên quá trời luôn. Chích sự xung quanh rồi nè. Kiên cũng nhỏ. Mình chỉ chích có một phát thôi. Có gì chắc là chích mấy chục phát rồi. Mấy cái trăm cá. Ừ. Anh chích hai lỗ tai nè. Quỳnh phủ cái mũ lên đó. Hai chú chó nhà này chờ ẩu nè. Cỏ tay hết luôn. Cục rồi nè. Biết cái xương bự không à. Bụng má đá trên đầu chích quá trời luôn. Hai lỗ tai nè. Ôi coi cái mặt thử có bị không đây. Con cái mí mắt nè. Đó. Ở đây nữa nè. Còn cái kim luôn nè. Đây rồi. Lấy ra nè anh vậy. Đây nè. Đó. Mở mắt ra. Ở trên đó. Đó 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 đó. Chưa đây. À. Trời ơi, đậu gì? À, tao. Rồi. Hai hồng này chín hồng xong. Hai chú cháu lấy. Đèo gì chắc về đèo Nhật Tấn Vĩ nè, cho dạ á. Chắc lần sau mình phải mua đồ béo hộ à. Để hồi đó tao lên tao lấy cái bánh sữa cho. Giờ anh mình vô lấy bánh mặt bên phải. Đâu?
kia đó. Chích nữa hả? Ừ. Trời ơi, để mặt ra, ủa vậy? Từ từ, để rồi nó vào rồi đó. Rồi, cầm re, để gom đồ ra đây. Đây bánh nè. Thấy nó nhỏ lên cái đồ mặt này. Ông rồi, ông rồi thì chích. Phải không rồi không? Không rồi. Ủa chết ác vậy? Mình lấy á. Không chịu làm cái khối. Nè mặt này rung tay luôn. Mày chết nhiều quen à. Ồ mặt đầy luôn nè. Mời mọi người nha. Ngập miệng luôn á. Đưa mình thử miếng mày. Đồ có ăn để ở lưỡi nó ha. Cắn xíu một đống mập luôn. Trời ơi. Mập nhiều chứ. Đi. Dạ. Mập này ngon hơn bữa bắt ông bọng á. Rung tay rung chân. À, tay chân rung hết rồi mà. Một đống à. Mập nhiều lắm. Ngon. Cái xếp không bao nhiêu ạ? Nãy là ngon hơn. À, lần sau chắc mình không dám đi theo hai thanh niên này đâu. Trời dài quá. Có ổ đầu nữa dưới suối nè. Cái ổ đồ cọc ở đây của cái hả? Cái kèo nó hướng ra đây nè. Bây giờ nó kêu là cái kèo nó ra chỗ nào là cái ổ ông thứ hai nè. Mặt nhiều á. Tiền hả? Đúng rồi. Ủa kia kiếm rê chắc cũng không có mặt nhiều đâu. Ăn lấy lại sốt hả? Ừ, ha, ta ăn à. Đây, trời mùi lá trứng nè. Bây giờ đi săn mà cũng chưa có con ghe nào hết. Mày phát hiện tổ ong anh em mình cũng bắt luôn. Đây còn con ong luôn nè. Ăn cồ nó không? Ăn ngon không? Là ăn hết luôn rồi. Xong dít luôn kìa. Hai cục cho má. Đây nè, tay nè. Hai bàn tay nè. Không ngón này ở chân đi. Hai bàn tay chích dày luôn. Giờ đỡ. Này thì ẩu. Anh em mình tiếp tục đi săn tiếp. Yeah. Ăn nữa hả? Ăn dữ hả? Ngon quá mà. Đây. Dạ. Yeah. Có một cái video ngắn 10 phút. Đi săn hay sao? Dạ. Yeah, đây. Vậy mặt nó chảy đi. Đây nè, thắng quay bánh bên kia. Cũng ngon ăn cái đó nữa. Được cái cây bỏ con bình. Chạy hết. Giờ này lúc mà nó chích tao dục ha. Bị bé không mát. Lỡ chích rồi để cho nó chích cầm rê luôn cái gì đâu mà. Chưa nói không? Nãy gặp em là cầm phủi rê luôn rồi. Nẻ đầu mà. Đây còn ít rồi mà mặn ngon ha. Nên tìm lại giờ vô tìm lại cái ổ kia nữa. Muốn ăn chích nữa hả? Xem như chích chưa đẻ đúng không? Ừ. Nó chảy bên đây nè. Nó chảy rồi. Chảy lắm. Cũng vậy. Đường này không phải chảy không? Nó đem về à. Ngâm. Nè bỏ chung mặt kia không ta? Được mấy đâu? Được. Ừ. Mày để riêng bạn nè. Để riêng ăn ngon.
anh em mình cũng về luôn. Tụi mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều và khuyến cáo mọi người đừng nghịch dại như anh em mình nhé.